Có một số các cái dạng câu hỏi bài tập thường gặp của chủ đề này trong đề thi như sau. Dạng bài thứ nhất là dạng bài yêu cầu xác định điểm hòa vốn bao gồm cả sản lượng hoặc là doanh thu hòa vốn. Dạng bài thứ hai là dạng bài yêu cầu xác định cái hệ số CS hoặc là cái biên độ an toàn. Dạng bài thứ ba là dạng bài yêu cầu xác định cái mức sản lượng để đạt được mục tiêu lợi nhuận và dạng bài thứ tư là dạng bài yêu cầu điền thông tin cho các cái đồ thị hòa vốn, đồ thị PV hoặc là sử dụng cái đồ thị hòa vốn, đồ thị PV để tính toán một số các cái chỉ tiêu liên quan đến phương pháp phân tích CVP. Các bạn lưu ý rằng đây là một cái chủ đề quan trọng của môn F5 do đó nó có thể xuất hiện ở cả 3 phần của đề thi. Tuy nhiên với phần A thì nó đơn thuần là các cái câu hỏi trắc nghiệm ngắn, do đó nó sẽ chỉ yêu cầu một đến hai ý thôi. Nhưng đối với các cái câu hỏi ở phần B và phần C nó sẽ gắn với một cái tình huống cụ thể, do đó nó sẽ có thể hỏi kết hợp rất là nhiều các cái chỉ tiêu trong cái phương pháp phân tích CVP này. do đề thi của môn S5 thì đều đã được đăng tải trên website của ACCA và có lời giải rất cụ thể rồi nên mình không có hướng dẫn có các cái bài tập ví dụ nữa. Các bạn hãy tự tìm các cái đề thi các cái năm cũ để luyện tập với các cái dạng bài tập này cho thật thành thạo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn ôn thi hiệu quả.